Tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng, huyện Kim Động, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Động đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ và người có công đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, huyện Kim Động đã trao tặng các phần quà của các cấp tới 9.293 người có công, gia đình người có công với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng.